này bán sao chị? 50 ngàn ký. Chị cần thêm con này rồi. 45 ngàn em ơi. Làm gì? Dạ chị làm thêm ha. Chị ơi, cá bóng thì bán sao đây? 10 ngàn là. Chị lấy cho em 3 lạng. Thì con tiêu ngon lắm á. Làm con kia luôn đi. Rồi làm kia rồi anh ra đi lấy cá luôn đi. Được rồi. Rồi lại tiền á, 50, 40, 53, 40 là 75 nha. Rồi đủ ha. Dạ, con nghe nè bố. Con lại qua đó hả? Thằng Ngọc cùi đồng với cái đám em nhà nó lại có chuyện gì sao? Dạ, để con về nhà rồi con nói với bố sao nha. Bạn đi về luôn đi. Em làm đồ ăn cho anh xong á, rồi em về. Anh ăn cháo hay là ăn canh sườn? Khỏi đi. Thôi ăn cháo nha, ăn cháo nó dễ ăn hơn. Đừng có nói cho ông Phúc nó biết. Em không có nói đâu. Đừng có nói cho bố luôn. Em biết mà. Trương, Trương! Trương! Chịu về rồi đấy hả? Tôi đang định kêu cái bánh trưng ăn chứ đưa đói đấy. Vào nấu cái gì cho tôi ăn đi. Thân già này, ăn được mấy bữa mà chết. Bố đừng có hở ra là nhắc tới chuyện chết có được không? Sao thế? Cái thằng cuối đồng nó lại làm gì con hả? Lại cãi nhau hả? Thế sao con còn qua đó làm gì? Bố ơi, bây giờ còn phải làm sao? Hả? Anh Ngọc, Ngọc anh bị ung thư gan rồi bố. Cái gì? Con nói cái gì? Nói lại coi. Anh Ngọc anh bị ung thư gan rồi bố ơi. Thế rồi sao? Có chữa được không? Sẽ chữa được. Anh sẽ khỏe mạnh. Con để con đi làm cơm cho bố. Con đứng đó. Nói cho rõ ràng. Con đi làm cơm cho bố ăn xong. Con qua với anh mấy ngày vậy bố? Con định qua đó chăm người bệnh hả? Chứ bây giờ không phải làm sao, anh Ngọc anh chỉ có một mình thôi. Nó một mình hay mấy mình mặc xác nó. Hai đứa ly hôn rồi, sao con phải lo cho nó? Anh Ngọc anh là ba của con Phúc mà bố. Với lại, tụi con đang trong giai đoạn hòa giải của tòa chứ tụi con đã ly hôn đâu. Hòa giải cái con kỹ. Thằng đó nó đã muốn ly hôn con trước cơ mà. Bảo cái đám em nhà nó về mà lo. Cá mười đám đông như giặc ấy, để làm cảnh à? Không có đứa nào lo cho anh hết, tôi đã bỏ đi hết rồi. Tội nghiệp anh lắm, anh có một mình anh thôi à bố. Lo tội nghiệp cái thân mình đi kìa. Thằng đó ấy, suốt ngày ôm cái đám em út, gạt mẹ con ra gì ạ? Giờ nó bị thế là quả báo đó. Bố,
anh Ngọc anh khổ lắm rồi, đừng có đai nghiến anh nữa. Tóm lại, con ở nhà cho bố. Con tưởng chăm người bệnh là dễ lắm đấy hả? Bố, con không được bước chân ra khỏi cái nhà này. Con mà đi, con đừng có quay đầu lại đây nhá. Bố, mẹ ơi. Phúc, con sao vậy? Hả? Con bị cái gì? Con đau bụng. Thôi thôi, hỏi cái gì nữa, đem nó lên phòng xem coi nó đau làm sao. Nhanh. Lần này anh trả cho thằng Nga bao nhiêu tiền nữa? Hôm nay nghe tim hân hoan. Trong chuyện này á, cũng có phần lỗi em đó. Nếu không còn tình yêu ở trên đời thì tại sao cây táo lại nở hoa? Nếu cuộc đời chỉ toàn nỗi xấu xa thì dòng nước đâu trong thế? Nếu lòng ta chưa tràn những hy vọng thì bình minh mỗi ngày mới đón chờ, lặng yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời. Anh biết là tụi nó hư hỏng nhưng mà tụi nó cũng tội nghiệp mà em. Em thương tụi nó thêm chút nữa không được à? Sức anh có hạn, em giúp anh thêm chút không được sao? Sức mình có hạn thì đừng có quan tâm đến tụi nó nữa. Ngày tắt đêm dần lên, những vòng xoay cuốn thăng trầm, chợt nhớ những chuyện xưa ta đã lớn chưa. Nhìn thấy cái tay quen thì em muốn chặt bỏ đi ra khỏi cờ bạc gì luôn á. Cả nỗi đắng cay và niềm vui, đêm nay nghe tim chơi vơi. Ngày đêm ra ngoài sân, nhiều cành hoa đã thêm nụ, nhìn ngắm bao đổi thay, ta đâu có hay. Cuộc đời đã cho ta nhiều,
cả nỗi xót xa và tình yêu. Hôm nay nghe tim hân hoan. Nếu không còn tình yêu ở trên đời thì tại sao cây táo lại nở hoa? Nếu cuộc đời chỉ toàn nỗi xấu xa thì dòng nước đâu trong thế? Nếu lòng ta chưa chan những hy vọng thì bình minh mỗi ngày mới đón chờ. Lặng yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời. Em mở mắt ra là em không biết làm một cái gì hết luôn á. Chán lắm. Em hết hy vọng rồi. Nó đi giật chồng người ta. Bị người ta nói mình gì nó ghen kìa. Anh đẹp mặt chưa? Em không có gì đáng để tự hào đâu. Lặng yên trong ngày bão thêm hơi ấm giữa cuộc đời. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.